Thưa quý vị và các bạn, an toàn thực phẩm hiện đang là vấn đề được mọi người quan tâm. Bởi lẽ trên thị trường hiện nay có không ít thực phẩm không an toàn cho sức khỏe được bày bán tràn lan, người dùng rất khó nhận biết. Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho mọi người, nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, các ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu đang tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh chế biến tiêu thụ các mặt hàng nông sản, thủy sản đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức cho mọi người về việc sử dụng thực phẩm an toàn. Hiện nay, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm không chỉ là mối quan tâm của ngành chức năng, của các bà nội trợ, mà nó đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của toàn xã hội. Trong sản xuất nông nghiệp, một số người trồng rau đã và đang sử dụng bừa bãi các hóa chất bảo vệ thực vật như các loại thuốc cấm, thuốc có độ độc cao, thuốc ngoài danh mục được phép sử dụng để phun trừ các loại sâu bệnh trên các loại rau quả, ngâm ủ giá đỗ bằng các hóa chất tăng trưởng độc hại. Ngoài ra, nhiều người trồng rau đã dùng nước thải sinh hoạt và nước thải chăn nuôi để tưới rau làm cho hàm lượng kim loại nặng và vi sinh vật gây bệnh trong rau quả cao hơn nhiều so với quy định. Cùng với rau quả, nhiều người chăn nuôi gia súc gia cầm, các loại thủy sản đã dùng những loại thuốc tăng trọng không rõ nguồn gốc và không được kiểm soát chặt chẽ để nuôi gia súc gia cầm, đã làm tăng hàm lượng các chất kháng sinh, các chất tăng trưởng trong thịt, cá cao hơn nhiều so với quy định. Bên cạnh đó, trên thị trường vẫn tồn tại các loại hóa chất không được phép sử dụng, nhưng vẫn được người sản xuất sử dụng trong bảo quản, chế biến thực phẩm như phọc môn, hàng the, mộ công nghiệp. Đây là những hóa chất cực kỳ độc hại, có thể gây ra các bệnh như ung thư dạ dày và ung thư phế quản. Để đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng hóa chất trong quá trình chế biến thực phẩm. Thời gian qua, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy sản Bạc Liêu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người sản xuất kinh doanh hiểu về độc hại của các loại hóa chất và khuyến cáo họ không dùng hóa chất trong chế biến và bảo quản thực phẩm. Đồng thời, đơn vị cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm chế biến từ thịt, cá, thực hiện điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và tổ chức tập huấn về kiến thức an toàn thực phẩm cho người dân, chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Chính vì vậy mà ý thức của người dân về an toàn vệ sinh thực phẩm đã được tăng lên. Ông Nguyễn Bá Phong, chủ cơ sở sản xuất pate chả lụa Kim Oanh ở phường 1, thành phố Bạc Liêu cho biết, hiện nay trên thị trường có rất nhiều chất phụ gia không rõ nguồn gốc được dùng chế biến làm đẹp sản phẩm, tăng thêm lợi nhuận. Nhưng cơ sở của ông luôn tuân thủ pháp luật, chỉ sử dụng các chất phụ gia được nhà nước cho phép, sản phẩm làm ra không làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng ngày càng khắt khe đối với sản phẩm chế biến, cơ sở sản xuất pate chả lụa Kim Oanh đã từng bước thay đổi công nghệ chế biến hiện đại, thực hiện nghiêm ngặt các công đoạn chế biến, đảm bảo an toàn vệ sinh và chất lượng sản phẩm. Xin chào anh Thông, là một cơ sở sản xuất chả lụa thì anh đặt ra tiêu chí cho sản phẩm của mình là gì ạ? Cái tiêu chí của cơ sở là làm sao đáp ứng được cái nhu cầu cho khách hàng. Mình làm cái sản phẩm mình nó ngon, hợp an toàn vệ sinh thực phẩm, nó không có chất bảo quản, không hàng the, nó đạt cái tiêu chí của Bộ Nông nghiệp đưa ra. Đối với cơ sở mình thì thực hiện cái quy trình sản xuất chả lụa thì thực hiện qua các bước nào ạ? Cái cơ sở thường sản xuất theo 4 bước. Bước thứ nhất là mình phải chọn thịt sao cho nó có nguồn gốc. Bước thứ hai là mình thịt đùi mình phải đem về xử lý. Mình lọc bỏ mỡ, gân, bỏ cho nó hết cái tạp chất. Bước thứ ba là mình sẽ bỏ vô mình xay. Mình xay cho nó nhuyễn ra, mình thêm cái gia vị đường, nước mắm, bột ngọt. Mình xay cho nó nhuyễn ra, cho nó thành cái đạt cái sản phẩm của mình. Xong là tới bước cuối cùng là mình đem đi hấp. Mình hấp là khoảng chừng 1 tiếng với nhiệt độ có chừng 100 độ C, 1 tiếng đồng hồ. Xong là sản phẩm mình coi như là đã hoàn thành. Để đảm bảo cái sản phẩm mình giữ được lâu thì mình có cái cách nào để bảo quản sản phẩm tốt không? Nếu mình muốn bảo quản được cái sử dụng được lâu dài thì mình có thể mình để trong tủ mát. Tủ mát thì mình sử dụng được gần 5-10 ngày bảo quản trong mát.
Cảm ơn anh đã tham gia cuộc trao đổi. Những năm qua, nhà nước và các cơ quan chức năng của tỉnh đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như tạo hành lang pháp lý để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Song vấn đề kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cả về con người lẫn phương tiện giám định đồng bộ thực phẩm. Vì vậy, để nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, các cơ quan chức năng cần phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho mọi người dân về ý nghĩa của vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sức khỏe con người. Hiện nay, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang được các cấp, các ngành và xã hội hết sức quan tâm vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và sự phát triển của kinh tế xã hội. Như chúng ta đã biết, những sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc từ động vật là những thực phẩm rất dễ bị hư hỏng, nhiễm khuẩn trong điều kiện vệ sinh chưa đạt yêu cầu, thiết bị bảo quản chưa tốt, sự hiểu biết còn hạn chế, quy trình sản xuất không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng những chất phụ gia ngoài danh mục cho phép của Bộ Y tế, vì lợi ích bất chính của bản thân mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, tính mạng của người tiêu dùng. Vì thế, công tác quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đang trở thành mối quan tâm lớn của nhà nước và xã hội hiện nay. Tại Bạc Liêu, trong thời gian qua đã có rất nhiều cơ sở sản xuất pate chả lụa được hình thành vì đây là thức ăn truyền thống được rất nhiều người ưa chuộng và nó đang có khuynh hướng ngày càng phổ biến cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, để sản xuất sản phẩm pate chả lụa đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm thì ngoài những cái bí quyết mang tính truyền thống, người sản xuất cũng cần tuân thủ những cái quy định về điều kiện nhà xưởng, trang thiết bị cũng như là người trực tiếp sản xuất nhằm đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định. Đối với người tiêu dùng, chúng ta chỉ nên lựa chọn những sản phẩm của những cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh sản phẩm pate chả lụa. Không nên sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, chỉ sử dụng những sản phẩm có nhãn mác thông tin rõ ràng. Bảo quản sản phẩm cần theo hướng dẫn của nhà sản xuất đã ghi trên bao bì. Tình hình an toàn thực phẩm hiện nay diễn biến hết sức phức tạp và ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người. Do đó, các cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu đã và đang tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm giúp người dân loại bỏ những sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, sản phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Để hướng dẫn và giám sát các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh, nông thủy sản, tuân thủ các quy định đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy sản Bạc Liêu đã tổ chức các lớp tập huấn, xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh sản phẩm, thực phẩm nông sản, thủy sản, thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp. Đồng thời, cấp phát tờ rơi, tờ dán về an toàn thực phẩm, nhằm tuyên truyền hướng dẫn cho tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm nông sản, thủy sản, áp dụng các quy phạm thực hành sản xuất tốt và thực hành vệ sinh tốt. Hướng dẫn các chủ cơ sở triển khai chương trình liên kết chuỗi cung ứng sản phẩm nông sản, thủy sản an toàn cho người dân. Tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra và thẩm tra giám sát điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh, nhằm kịp thời hướng dẫn các biện pháp khắc phục đối với những quy trình, công đoạn sản xuất chưa phù hợp và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Đồng thời, qua các đợt kiểm tra, phát hiện dư lượng kháng sinh tồn dư, các chất độc hại, chất cấm dùng trong sản phẩm nông sản, thủy sản, cảnh báo hướng dẫn các biện pháp khắc phục phù hợp để tạo ra sản phẩm sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Năm 2017 là năm thứ ba liên tiếp, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn triển khai là 5 cao điểm hành động an toàn trên thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, thì được sự chỉ đạo sâu sát của Ủy ban nhân tỉnh, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, sự hướng dẫn hỗ trợ về chuyên môn của các tổng cục, cục chuyên ngành và sự phối hợp của các cái sở ban ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, năm 2017 ngành nông nghiệp đã triển khai đồng bộ có hiệu quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả là chất lượng vật tư nông nghiệp đã đảm bảo cho người sản xuất có hiệu quả và an toàn thực phẩm đã đảm bảo cho người tiêu dùng. Trong năm qua thì không có cái trường hợp nào là ngộ độc thực phẩm. Thì ngành đã tổ chức là 376 cuộc tuyên truyền, hội thảo đầu bờ, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho bà con nông dân, người sản xuất kinh doanh,
có hơn 6.000 người tham dự và tổ chức thanh kiểm tra gần 500 cuộc, kết quả phát hiện hơn 300 trường hợp vi phạm về điều kiện an toàn thực phẩm và đã xử phạt hành chính theo quy định. Và công tác thu mẫu đã thu 557 mẫu và phát hiện là 48 mẫu vi phạm và cũng đã xử lý theo quy định. Nguyên nhân thì cái ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong cái sản xuất kinh doanh nó còn thấp, và cũng vì mục đích lợi ích cá nhân và trong quy trình sản xuất sử dụng một số cái mà sản phẩm, một số cái phụ gia để sử dụng trong mục đích sản xuất kinh doanh để làm thu lợi bất chính. Cái thứ ba là cái phần chế tài xử phạt hành chính cũng còn hạn chế, chưa đủ sức răn đe đối với một số trường hợp vi phạm. Để làm tốt công tác quản lý an toàn thực phẩm trong thời gian tới thì trước nhất về công tác tuyên truyền thì chúng ta tăng cường công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm, đặc biệt là luật an toàn thực phẩm, làm sao đưa luật an toàn thực phẩm vào cuộc sống, làm cho mọi người phải có trách nhiệm trong quá trình sản xuất kinh doanh cái thực phẩm, sản phẩm của mình. Cái thứ hai là công tác thu mẫu cái sản phẩm nông lâm thủy sản để đánh giá chất lượng sản phẩm để cho bà con có lựa chọn sản phẩm tiêu dùng và giúp cho công tác quản lý nhà nước được tốt hơn. Cái thứ ba là công tác thanh kiểm tra, tăng cường công tác thanh kiểm tra, trong đó là công tác thanh kiểm tra đột xuất là rất là quan trọng để phát hiện những trường hợp vi phạm và xử lý nghiêm những cái hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm. Để làm tốt hơn nữa công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, rất cần sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chức năng như y tế, thú y, bảo vệ thực vật, quản lý thị trường của tỉnh. Cần tăng cường kiểm tra, kiên quyết và triệt để hơn nữa trong việc xử lý các trường hợp vi phạm và cố tình vi phạm. Các cấp có thẩm quyền cần ban hành các chế tài pháp lý để xử phạt nghiêm khắc đối với các trường hợp sản xuất, vận chuyển, buôn bán, chế biến, vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm tùy theo mức độ cụ thể. Có như vậy mới bảo vệ được sức khỏe cho người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục khuyến nông kỳ này xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.